Cách nuôi heo thịt nhanh lớn các bạn nên có để chăm sóc cho đàn heo đúng kỹ thuật. 1. Phương pháp chọn giống, chất lượng heo cũng như thịt heo sau này phụ thuộc nhiều vào giống heo bạn chọn để nuôi. Với cách chọn giống sau sẽ cho heo có tỷ lệ nạc cao, năng suất cao, thân dài, mông nở, bụng thon, nên chọn một giống heo và mua heo giống nơi có xuất xứ hoặc heo mẹ rõ ràng. Nên chọn những con nhanh nhẹn để tránh chọn phải con heo mang bệnh. 2. Làm chuồng cho heo. Chuồng heo phải có nền cao ráo, xa chỗ ở của con người, hệ thống thoát phân, thoát nước tốt để thuận tiện cho rửa chuồng. Dưới nền chuồng heo có thể xây bể khí biogas để tận dụng khí biogas từ phân heo cho mục đích khác. Chuồng heo nên xây theo hướng đông tây, thoáng mát vào mùa hè, tránh gió lùa và khí lạnh vào mùa đông, thường xuyên vệ sinh chuồng heo không để bẩn mang lại nhiều dịch bệnh khó có thể tránh khỏi. 3. Kỹ thuật nuôi heo thịt, gồm 2 giai đoạn. Nuôi heo con từ 2-4 tháng tuổi, heo có trọng lượng trung bình từ 20-60 kg. Thức ăn của heo trong giai đoạn này gồm 20% protein thô, khẩu phần ăn khoảng hơn 3.000 kcal mỗi con. Nuôi heo thịt từ 4 tháng đến 5.5 tháng tuổi, trọng lượng heo từ 60-100 kg. Thức ăn của heo trong giai đoạn này gồm 15% protein thô và khẩu phần ăn của mỗi con chứa 3.000 kcal. 4. Chia lô, chia đàn heo. Sau khi heo con cai sữa cần phân đàn và phân lô để tiện chăm sóc. Khi phân lô cần, tránh heo phân biệt đàn và đánh nhau. Heo cùng khối lượng hoặc chênh lệch khối lượng không nhiều nên cho cùng lô. Đánh dấu heo để tiện theo dõi. Mật độ con là 2 con trên mét vuông với heo dưới 35 kg. 1 con trên mét vuông với heo từ 35 kg trở đi. 5. Cách cho ăn. Cho ăn theo khẩu phần đã quy định ở trên. Số lượng máng ăn phải đủ cho số heo trong cùng lô, không phải chen lấn hao khi ăn. Cho ăn thức ăn tinh trước, thức ăn thô sau. Cho heo ăn từng đợt, tránh cho ăn nhiều cùng một lúc khiến thức ăn thừa vương vãi ra chuồng. Tiêu chuẩn ăn cần thay đổi theo tuần. Không pha loãng thức ăn với nước quá tỷ lệ 1:1. Cho heo ăn đúng giờ giấc, nước uống đủ. 6. Phòng bệnh. Cần tiêm phòng theo đúng lịch vaccine cho heo với các bệnh phổ biến được quy định theo bác sĩ thú y.
Thank you.